Rồi hôm nay là anh trai này ở đâu anh? Vĩnh Lộc. Và ảnh có chiếc Future X mà hôm bữa anh chạy thì êm. Mà sau khi ảnh bị gì giữa đường thì ảnh vô hãng là làm lần đầu thì nó có kêu cọc cọc, thì ảnh thay cái cặp bà đạn dên nữa, thì bây giờ nó có xảy ra cái hiện tượng hú. Thì mình đi, tại vì vô hãng đã thay cho ảnh cái chuông mới rồi, chắc là mình nghĩ là ba càng mới luôn, nhưng mà để chuông heo cũ. Thì bây giờ đó là xe nó hú, thì ảnh khó chịu với tiếng hú này quá. Nói chung là lúc đầu nó không hú, và bây giờ là ảnh nó kêu mình làm lại tại sao hú. Bây giờ là xe là thay bà đạn dên mới không, thì nói là ảnh nói thay ổ bi, anh không biết thì anh nói thay ổ bi thôi, chứ bị là mình biết là thay bà đạn dên thôi. Bi đề xe này chạy chắc 8 năm nữa còn chưa hư nữa, không phải ổ bi đề á. Bây giờ mình sẽ thả máy ra, rồi có thể là hôm nay làm không xong thì ngày mai mình sẽ ráng mình ráp máy lại để coi xe im không, rồi mình giao xe ảnh rồi ảnh chạy coi nó có hết hay không. Nếu mà không hết nữa thì thay bộ nồi thôi, không còn cách nào nữa. Được. Thì hú này mình nghe cái tiếng thì nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà nó gào gào khó chịu lắm. Rồi thì mình làm theo cách của mình thôi, chứ giờ không có làm theo gì nữa hết. Mình thấy gì mà mình hư thì mình làm lại thôi. Nói chung là vậy ha, Future X nha. Đó, anh em coi. Gì Zalo vậy anh em liên hệ cho mình hai số này nha. Đó, hai số này. Mặt tiền đường Lê Văn Lương, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, ấp 4 gần ngõ 3 Long Thới, chợ Nhân Đức. Đây là đường Lê Văn Lương. Rồi 1841A nha, liên hệ cho mình 1841A Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó. Rồi Zalo liên hệ hai số này nha. Rồi không làm mất thời gian nữa thì mình sẽ vô để sau một hồi mà quảng cáo đường Lê Văn Lương. À, mình để trên bài trên video là Lê Văn Lương, sao mấy anh em có điện hỏi phải anh Lương không? Mình đâu phải tên Lương đâu nha anh em, mình tên Lịch chứ không phải tên Lương. Rồi thì bây giờ là cho mình uống miếng nước đi, mình ra mình chuẩn đoán bệnh như thế nào vậy nha. Rồi thì hàng mình về là có 3 cục tiếp bắn nồi nè, một cục 19 là cho Future Nail nè, một cục 21 là cũng hơi dài hơn để cho khỏi thống cốt nè, dùng cho quay rim nè, rồi cục 16 dùng cho quay rim nè. Rồi ba cục này là 150, không có bao ship nha anh em. Nếu mà anh em mua cái gì nhiều thì có thể là mua kèm theo luôn. Rồi chút nữa để cho anh bắn như vậy, bắn đi đúng vậy. Rồi mình thử bắn cái nồi Future Nail này coi sao ha. Rồi xe này là bám vớt, thấy chưa, bám vớt là xe này là cũng là chạy cũng dữ lắm rồi. Đây là cục này ha, ba cục rồi nha, bắn thử nha anh em. Rồi ba cục này có 150 à, không có bao ship nha anh em. Sao luôn em, cục sau là 19 nè. Ba cục 16, 19, 21 nha. Nè, 150. Rất là khích nha. Rồi tiện CNC anh em đừng có lo. Rồi. Mình bán là không bán lẻ nha, bán 3 cục nha. Anh em nào mua thì liên hệ cho mình. Nè. Thấy chưa? Rồi Zalo của mình nè nha. Zalo của mình là hai số này nha. Rồi có gì anh em liên hệ mua đồ hay gì thì liên hệ cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ mở bơm nhớt ra ba ốc người này. Nhớ là bơm nhớt này nó có ạc ruông nha, ạc ruông 6 ly nha, có 2 ạc ruông. Rồi cái này nó có cái chốt chịu nè, trên trên. Rồi tháo vò đạp ra, tháo lò xo vò đạp nha. Xe này nói chung là dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó nha anh em. Rồi cái cốt số này là lấy ra được nhanh nè, gõ qua đây. Rồi được rồi, đó dễ ha. Rồi mình sẽ tháo cái thằng bông mai này ra luôn. Thì bông mai này nó không có xúc những cái bi số ra, nó chỉ xúc ra cái nhỏ ở giữa thôi. Tháo cần nhận số ra luôn để mình ngăn ngừa là khi mình ráp vô lại là nó đè cần nhận số, nó cong cần nhận số, theo số nó vô nó sẽ cong đó. Hôm nay là mình sẽ diễn giải anh em hết bài luôn. Chỉ có hôm nay tại điểm xe hoàng phải sân bãi Bình Long. Ngồi sau cái nhạc, ngồi sau cái nhạc.
em nghe nói không chị? Núi sao cái nhạc. Rồi thì anh em chỉ việc là xiết nè. Rồi, nè mình nhổ ra cho anh em coi nè. Nhổ cục tiếp ra. Rồi rất là đơn giản, dụng cụ như thế này là anh em có thể làm chén cổ xe này là ok luôn, khỏi cần tháo dàn áo. Khỏi cần tháo dàn áo nhiều. Rồi, vậy là đạt yêu cầu rồi nè anh em. Rồi. Rồi cũng gần tháo tới phần hoa lăng phi trà neo rồi, thì mình có bán cả hoa lăng của phi trà neo nè, với lại một đầu phi trà neo nè, với lại một đầu của AB cúp rồi nè. Thì anh em nào mà 250 có một cái chụp đầu dên, bảo vệ đầu dên, thì anh em nào mà có nhã ý mua thì liên hệ Zalo cho mình nha. Rồi đây là đầu AB nè, đầu AB nè anh em thấy không, thì mình có cái hoa lăng AB là mình sẽ dặn vô, AB là răng ngược nha anh em nè, dặn vô nè, rất là ok. Mình bao anh em xài 2 năm luôn, bảo hành anh em 2 năm luôn, không chốc xi. Rồi nha. Đó. Rồi chút mình cảo cái xe Future X này ra cho anh em coi. Sau khi tháo ra kiểm tra thì xe bị xước lồng rồi nha anh em, để mình lấy ánh sáng cho anh em coi nha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái hoa lăng này nè. Rồi ha. Chảo này là mình xài là cũng là khoảng 4-5 tháng rồi, chưa sóc chóc xi nữa anh em. Mình làm anh em thấy mình lên lít tiêu chờ rất là nhiều, mà xài là rất là ok luôn, chưa hư ti hư gì hết, rất là ngon anh em. Mình xài mình làm tiêu chờ rất là nhiều nha anh em. Rồi. Rồi bây giờ sẽ tháo ra. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ test chảo là hoa lăng 2-1, là vừa quay rim mà vừa quay rim nè, và vừa cái xương cá của thằng Honda rim nè, nè mình test hết rồi nha anh em. Rồi đưa vô nè. Đó, để quay qua đây, quay mấy anh dặn mấy này vô nè. À, ôm rất là sát nha, chảo này rồi hơi bị rồ. Rồi tạm ngưng cái đi. Rồi anh em lấy lục giác, anh em dặn này vô sát là nó đã chịu vô cái lợn này nè, giống này nè, chịu vô lợn này nha, là chịu vô cái lợn giống này nè. Rồi mình sẽ cạo từng hoa lăng cho anh em coi luôn, từng cạo cho anh em coi luôn. Đây cái này siết chặt vô, thấy không? Rồi đó. Rồi nha, là mình sẽ dặn cạo này vô. Rồi mình sẽ dặn con 13 ở trong vô nè, để cho nó chịu sát vô cái ngàm hoa lăng nè. À. Đây là một dạng cảo mình chế nha, cảo từ xương cá hoa lăng. Rồi dặn này sát vô. Rồi nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng, thì anh em chỉ việc cảo ra thôi. Rồi để mình lấy tiếp 17 mình nã. Rồi nè, bắt căng ra anh em nè, thấy chưa? Chưa thấy chưa anh em, kêu cái cốc đó luôn nha anh em, ai nói không ra ha, rõ ràng nha. Cảo hoa lăng 2-1 của mình. Rồi bây giờ mình đã siết, mình sẽ siết vô, mình sẽ test thử anh em cảo này là coi là từ xương cá của xe Vinh Siam nha. Rồi ngưng tiếp nha. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái cảo là cũng là từ xương cá hoa lăng luôn nè. Mà cảo này là khỏi cần 2-1, chỉ cần cái xương cá này với lại cây ti cảo mình này mình có bán luôn nha anh em. Đó. Rồi anh em siết lóc kê con này vô. Ôm rất là sát hoa lăng nha, càng ôm nó càng có lực. Bữa giờ là mới có video test cho anh em. Rồi tạm ngưng cái đi. Rồi,
Rồi anh em mua cái cảo này thì được là anh em mình xài cái keti xịn này luôn nha anh em. Đó. Là cái này có răng sẵn nè anh em. Anh em chỉ việc đây là cái xương cá qua lăn ra đó, rất là ôm. Mình đã nghiên cứu rất là nhiều, rất là ôm. Thì anh em cũng có việc bắn vô thôi. Y như cái chảo kia thôi. Ti này thì hơi dài, tại thằng kia là nó thêm cái qua lăn nữa là anh em coi nè. Rất là dễ. Ăn cái ti vô trong nè. Đó, rất là dễ dàng ha. Rồi mình có bán cái cảo 300 mấy nữa, cái cảo đó thì rồ rồi, 390 đó là rồ rồi nha. Còn cảo này là mình tự chế. Rồi anh em nào mua là cái ti cảo xịn luôn nha anh em. Thì có gì anh em liên hệ Zalo. Rồi, cảo cảo 2 trong 1 liên quay này có bán luôn. Nè, rất là dễ, từ cái xương cá qua lăn ra. Đó nha. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ mình. Em rồi nha, anh em làm thì anh em khỏi tháo cái cục báo số ra. Tại vì á nó mất luôn cái lò xo đó luôn hả? Ừ. Rồi tại vì cái thằng báo số này á anh em tháo ra thì anh em rửa đồ nó nở xin rồi có thể là nó bị xì nhớt, cho nên là mình để báo số luôn, mình gắn cái cục báo số ở trong thôi. Cái lò xo với lại cái đầu đường báo số ở trong thôi. Khỏi tháo cái công tắc cái chụp mà dây điện báo số này. Thì chút nữa mình sẽ mở ra mình coi bà đạn cam nó như thế nào nha. Rồi thì bít tông thì nãy là cái nòng nó xước rồi, chắc bít tông nó cũng lên đường rồi. Rồi nòng xước. Rồi trong hẻm không biết nó thay cái gì. Rồi, xước luôn ắc bít tông. Ắc bít tông xước. Ép dên là cho nó sấy, cho nó vo ắc lại luôn nha. Nha. Rồi vậy đi. Rồi là mình có hai cái mình chế hai cái cảo qua lăn bằng xương cá qua lăn xe nè. Thì cảo qua lăn này là của hàng hàng Sirius FI nè, nói chung là dòng da đó nè. Anh em thấy mình tiện ôm rất là sát nè. Đó. Thì cái này là mình còn phíp lại cái lỗ hột xoài này nữa thôi. Thì anh em nào mà cần cái cảo này á mình có nhu cầu là liên hệ Zalo mình bán luôn. À, hai xương nè. Rồi giá thì anh em cứ liên hệ Zalo cho mình tính ha. Rồi ship cho ba con ốc luôn, ba con ốc bắt lên đây luôn, mình bao anh em là cảo rất là ngon luôn. Đó, một cảo rất là đơn giản. Đó, ôm rất là sát qua lăng mà anh em thấy không? Cái ti này nó lồi nó thốn vô là tới hả mà nhận tới ruột non luôn, qua lỗ đít luôn. Rồi, rồi. À, anh em thấy cái ti này nó chồm rất là sâu nè anh em thấy chưa nè. Đó, ôm vô đây là rất là ngon nè. Dế là đúng bài bản rồi nha. Đó, thấy chưa. Rồi nha, anh em nào mà có bộ cảo này thì nó phải rẻ tiền hơn cái bộ cảo 390 của mình rồi. Thì anh em nào mà muốn liên hệ thì mình liên hệ cho anh em ba con ốc lục giác nữa. Rồi, rồi sau khi mình siết vô vậy thì mình lấy cái phơi 13 mình dặn này thôi. Đó, dặn này xuống, dặn này xuống cái mặt ram nó đều là ok ha. Đó. Rồi rất là ok nha, rất là đều. Rồi. Đó. Rồi lấy từ xương cá qua lăn khác thôi nhưng mà nó rất là ok. Đây mình lấy cái tì này, anh em thấy không, rất là ngay tâm nha. Đó, rất ok nè. Đó, thấy không. Đó. Giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn tha thiết thương người, rồi lệ ngăn đôi cho lệ đầy buồn đớn. Rất là ngon nha anh em. Rồi rồi mở bông mai ra nha. Nãy giờ chưa Tết nhưng mà mình mở bông mai ra đi cho bông mai nó nở rồi. Này ông bông mai nở nha, chứ không phải cái kia nở nha, nở là đẻ luôn á. Cái này không? Đã luôn. Rồi, cây cà thuốc, đưa cây cà thuốc ra luôn. Rồi. Rồi lấy cây cà thuốc ra luôn, để lồng đền vô qua lăng đi. Đó. Ừ. Rồi cái đó là không sao. Rồi, nở kia, cái kia.
Đệ tử này hả, mới học được khoảng 1 tháng mà quay tê còn hơn ngồi trong chống tre của Doraemon. Ghê không? Doraemon dặn dặn cái này ngược lại đi, nó rớt cái súp bê ra, dặn vô. Một là lấy ra, hai là dặn để nó đè vô. Rồi. Rồi, vậy đi. Bạn đạn dên bên đây cũng rơ luôn. Rồi cặp bạn đạn dên là thấy rơ hết rồi nha mọi người. Rồi. Lắc lắc bên đây cho nghe. Giờ bỏ ra nó còn rơ dữ. Rồi, rơ. Ok, rơ lắm. Đó, lắc thử đi. Cho biết bên đây nè, lắc luôn nguyên cây cốt luôn á. Lắc cho biết đó. Đó thấy không? Đẹp chưa? Nè lắc rơ nè anh em. Giữ giữ. Đừng. Đó rất là rơ nha. Rồi. Như vậy là hai bà đạn dên. Thế thôi. Rồi dên nghe ra đục dên ra coi bị gì quất luôn. Vậy đi. Rồi bộ số này ít thú lắm, mình nghĩ là bà bạn dên đồ đó nó tạo ra tiếng thú o o nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Thì đây là bà đạn dên nó rơ nè anh em. Bên đây là bên là bà đạn lưng lỏng mà nó còn rơ vậy nè. Thì không biết nói thay ổ bi là thay ổ bi gì trong hãng thì mình không biết. Còn bên đây mà vô không đúng phương pháp thì nó rơ bà cố luôn, bên này nó rơ nè. Đó. Đó. Quay trong video mà anh em thấy như vậy là ở ngoài nó rất là ghê luôn á. Anh khách anh ngồi đây anh còn tưởng tượng ra được mấy. Rồi vậy đi. Tóm lại xe này là sấy lồng lại, thay bà đạn cam, sấy xúc bắp, đóng xúc bắp ra luôn đi. Rồi thay cho nó cặp bài đạn dên. Dên thì mình thấy là cứng, chắc có thể là trong hãng nó đã ép dên rồi. Rồi ha. Thì sơn cam nào mình coi mình làm luôn một lần là có thể là xe này nó im lại á. Còn nếu mà không im được bộ nồi thì cái đó không phải lỗi mình nha. Anh kêu mình làm cái này thôi thì mình làm cái này thôi. Cái đó anh phải chịu thôi. Ừ, hy vọng là nó sẽ hết. Tại vì nó cũng gồ nhẹ anh em. Mình nghĩ là nó gồ bạc đạn thôi. Rồi ha. Rồi như vậy là cái quy trình mà bắt bệnh của chiếc xe này đã hết rồi. Thì im hay không im gì đó thì nãy giờ mình bắt những cái lỗi đó thì mình sẽ có cái clip để khắc phục, để ráp vô cho nó im hay không anh em. Rồi chạy thử để coi như thế nào. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nha. Cảm ơn nhiều.